Chung một con số mỗi ngày, hôm nay chúng tôi muốn đề cập tới con số 40.000 tỷ đồng. Đây là tổng số tiền thiệt hại do thiên tai gây ra nước ta vào năm 2016. Thông tin này đã được đưa ra tại hội nghị về tổng kết chương trình hỗ trợ khẩn cấp hạn hán, xâm nhập mặn dưới sự tài trợ của UNICEF do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UNICEF tổ chức vào ngày 18 tháng 5 năm 2017. Trong quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu, Việt Nam được cho là nước chịu nhiều tác động nhất từ quá trình này. Đặc biệt năm 2016 là năm bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với ước tính thiệt hại kinh tế khoảng 40.000 tỷ đồng. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long là khu vực bị thiệt hại nặng nhất với hơn 1 triệu tấn lúa. Hiện nay, thiên tai tại Việt Nam xảy ra liên tiếp với cường độ lớn, phạm vi rộng, gây nhiều tổn thất về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất của người dân, điển hình là nhiễm mặn và hạn hán. Vì vậy, việc cần khẩn trương thực hiện trong thời gian tới chính là khiến cho người dân hiểu hơn về tình trạng biến đổi khí hậu và mọi đơn vị cấp ngành cần phải nhanh chóng nghiên cứu để đưa ra những biện pháp ứng phó kịp thời nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân.